Ngày 13 tháng 8 theo giờ Moscow, Nga, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã hội đàm với ông Andrei Zembovich Belousov, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga. Hội đàm diễn ra nhân dịp Đại tướng Phan Văn Giang dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự lễ khánh thành Đài tưởng niệm các chiến sĩ tình nguyện quốc tế Việt Nam tham gia chiến đấu bảo vệ thủ đô Moscow trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại năm 1941 đến năm 1945 và Diễn đàn Kỹ thuật Quân sự Quốc tế AMI năm 2024 tại Liên bang Nga. Tại hội đàm, Bộ trưởng Phan Văn Giang nhấn mạnh, chuyến thăm lần này của đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam nhằm cụ thể hóa chủ trương làm sâu sắc quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện đã được lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Nga vào tháng 6 năm 2024. Bộ trưởng Phan Văn Giang khẳng định, Việt Nam luôn nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị và hợp tác phát triển đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Trước sau như một, thủy chung trong quan hệ quốc tế, coi trọng quan hệ láng giềng, truyền thống hữu nghị với các nước. Trong đó không thể không kể đến mối quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Bộ trưởng Phan Văn Giang nêu rõ quan điểm và chính sách quốc phòng 4.0 của Việt Nam nhằm mục đích hòa bình, tự vệ, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Bộ trưởng Phan Văn Giang nhấn mạnh, nhân dân và quân đội nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa mà Liên bang Nga đã dành cho Việt Nam trong công cuộc đấu tranh thống nhất đất nước trước đây và trong công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc sau này. Sự kiện khánh thành Đài tưởng niệm các chiến sĩ tình nguyện quốc tế Việt Nam tham gia chiến đấu bảo vệ thủ đô Moscow trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại năm 1941 đến năm 1945 là biểu tượng minh chứng cho quan hệ truyền thống giữa hai nước, trong đó quan hệ hợp tác quốc phòng là trụ cột quan trọng. Bộ trưởng Phan Văn Giang đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức Diễn đàn Kỹ thuật Quân sự Quốc tế AMI năm 2024 của Bộ Quốc phòng Nga và tin tưởng rằng thành công của diễn đàn sẽ càng củng cố uy tín, vị thế của Bộ Quốc phòng Nga nói riêng, của Liên bang Nga nói chung. Đồng thời, tháng 12 năm 2024, Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam năm 2024. Bộ trưởng Phan Văn Giang trân trọng kính mời Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga tham dự và mong nhận được sự ủng hộ tham gia tích cực của lãnh đạo Bộ Quốc phòng Nga và các doanh nghiệp quốc phòng Nga. Bộ trưởng Andrei Zembovich Belousov nhấn mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời Nga-Việt Nam, đồng thời đánh giá cao và coi trọng chủ trương làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước đang xác định trong chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống Vladimir Putin vừa qua. Bộ trưởng Andrei Zembovich Belousov khẳng định sẵn sàng xem xét các đề xuất hợp tác của Bộ Quốc phòng Việt Nam, nhất là hợp tác đào tạo, hợp tác giữa các cơ quan đơn vị, nhất trí thúc đẩy việc ký kết các văn bản hợp tác giữa hai bên thời gian tới. Ngoài ra, Bộ trưởng Andrei Zembovich Belousov mong phía Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện cho các tàu quân sự Nga thăm, ghé đầu kỹ thuật tại các cảng biển quốc tế của Việt Nam, cũng như tiến hành tập luyện chung trong khuôn khổ các chuyến thăm, ủng hộ thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực mới phù hợp với khả năng và điều kiện của mỗi nước. Tại hội đàm, hai bên trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm. Trong giải quyết vấn đề Biển Đông, Bộ trưởng Phan Văn Giang nhấn mạnh, quan điểm nhất quán của Việt Nam là kiên trì chủ trương giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS năm 1982. Các cam kết quốc tế, khu vực như tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, DOC, ủng hộ thúc đẩy sớm ký kết Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông, COC, thực chất, hiệu quả và có tính pháp lý ràng buộc hơn. Về hợp tác song phương, hai bộ trưởng đánh giá thời gian qua, trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, đối tác chiến lược toàn diện, sự quan tâm của lãnh đạo cấp nhà nước, quan hệ hợp tác quốc phòng song phương tiếp tục được triển khai theo tinh thần tin cậy, thiết thực, hiệu quả toàn diện, phù hợp với các văn bản, thỏa thuận hợp tác, nhất là tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Liên bang Nga giai đoạn năm 2020 đến năm 2025, đạt được nhiều kết quả quan trọng nổi bật trên các lĩnh vực. Trao đổi đoàn các cấp, duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác, nhất là cơ chế đối thoại chiến lược quốc phòng cấp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đào tạo, hợp tác quân binh chủng, phối hợp tham vấn hiệu quả tại các cơ chế diễn đàn đa phương quốc tế về quốc phòng, nhất là các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, trong đó có ADMM+.
Bộ trưởng Phan Văn Giang đánh giá cao sự quan tâm tham gia của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga trong hợp tác nghiên cứu khoa học trong khuôn khổ Trung tâm nhiệt đới Việt-Nga, góp phần quan trọng vào phát triển trung tâm trở thành cơ sở nghiên cứu khoa học tầm khu vực, xứng đáng là biểu tượng hợp tác giữa hai nước. Về phương hướng hợp tác thời gian tới, hai bộ trưởng thống nhất hai bên tiếp tục phối hợp thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng, trọng tâm vào một số lĩnh vực, trao đổi đoàn các cấp, tiếp tục duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, đào tạo nguồn nhân lực, hợp tác quân binh chủng, hợp tác nghiên cứu khoa học trong khuôn khổ Trung tâm nhiệt đới Việt-Nga, phối hợp tham vấn hiệu quả tại các cơ chế diễn đàn đa phương, hợp tác chính trị quân sự trên cơ sở bản ghi nhớ về hợp tác giữa Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và Tổng cục Chính trị Quân sự các lực lượng vũ trang Liên bang Nga, thúc đẩy hoàn thành bộ hồ sơ 70 năm quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Liên Xô - Liên bang Nga năm 1950 đến năm 2020. Trước đó ngày 12 tháng 8, Đại tướng Phan Văn Giang đã tham dự lễ khánh thành đài tưởng niệm các chiến sĩ tình nguyện quốc tế Việt Nam tham gia chiến đấu bảo vệ thủ đô Moscow trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại năm 1941 đến năm 1945. Cùng tham dự lễ khánh thành có Thượng tướng Alexander Vasilyevich Fomin, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi. Đài tưởng niệm mang tên Những người bạn liên minh, chiến sĩ Việt Nam được xây dựng trong công viên Patriot gồm 3 bức tượng khắc họa hình ảnh các chiến sĩ tình nguyện quốc tế Việt Nam đang chốt giữ tại vị trí phòng thủ và chiến đấu trong trận đánh bảo vệ Moscow. Công trình là một minh chứng biểu tượng cho tinh thần quốc tế vô sản của nhân dân Việt Nam và tình đoàn kết hữu nghị bền lâu giữa nhân dân Việt Nam, Liên bang Nga, đồng thời là một lời nhắc nhở về những đóng góp xương máu của những anh hùng đã góp phần cho chiến thắng vĩ đại, cứu nhân loại khỏi thảm họa phát xít. Trong thập niên 1930, một số thanh niên Việt Nam yêu nước được đồng chí Nguyễn Ái Quốc, tức Chủ tịch Hồ Chí Minh, giới thiệu đã đến Moscow học tập. Khi phát xít Đức tấn công Liên Xô, các đồng chí này gia nhập Trung đoàn Quốc tế thuộc Lữ đoàn đặc nhiệm Bộ binh cơ giới OMSBON của Bộ Dân ủy Nội vụ Liên Xô, có nhiệm vụ trấn giữ địa bàn trọng yếu kế cận điện Kremlin. Ngày 7 tháng 11 năm 1941, các đồng chí đã tham gia lễ duyệt binh lịch sử trên quảng trường đỏ, sau đó tiến thẳng ra mặt trận. Mùa đông năm 1941 đến năm 1942, các chiến sĩ tình nguyện quốc tế Việt Nam đã anh dũng chiến đấu bảo vệ Moscow và cùng quân Xô Viết đánh bật lực lượng xâm lược khổng lồ của phát xít Đức ra khỏi cửa ngõ Moscow, trong đó có 3 đồng chí hy sinh tại mặt trận. Năm 1986, Đoàn Chủ tịch Xô Viết tối cao Liên Xô đã truy tặng huân chương, huy chương cao quý đối với các đồng chí. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng về việc Nga đề nghị tham gia ý kiến đối với phác thảo đài tưởng niệm các chiến sĩ tình nguyện quốc tế Việt Nam, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã chỉ đạo Cục Tuyên huấn chủ trì nghiên cứu đề xuất, sau đó báo cáo đề xuất Thủ trưởng Bộ Quốc phòng đồng ý với phác thảo đài tưởng niệm do phía Nga chuẩn bị. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị cùng địa phương và gia đình các chiến sĩ giả soát, lựa chọn hình ảnh, tư liệu phù hợp để cung cấp cho phía Nga qua kênh ngoại giao. Sau thời gian hai bên tích cực phối hợp trao đổi, thống nhất và phía Nga thi công, đến nay công trình đài tưởng niệm đã hoàn thành theo kế hoạch. Công trình được đặt tên Những người bạn liên minh, chiến sĩ Việt Nam, được xây dựng trong công viên Patriot gồm 3 bức tượng đồng khắc họa hình ảnh các chiến sĩ tình nguyện quốc tế Việt Nam đang chốt giữ tại vị trí phòng thủ và chiến đấu đến hơi thở cuối cùng trong trận đánh bảo vệ Moscow. Kết cấu nhóm nhân vật tượng đài đặt trên bệ khắc họa hình ảnh công trình phòng ngự gồm vật cản chống tăng và chống đạn. Công trình là một minh chứng biểu tượng cho tinh thần quốc tế vô sản của nhân dân Việt Nam và tình đoàn kết hữu nghị bền lâu giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Liên bang Nga. Đồng thời là một lời nhắc nhở đối với nhân dân hai nước luôn ghi nhớ về những đóng góp xương máu của những anh hùng đã góp phần cho chiến thắng vĩ đại, cứu nhân loại khỏi thảm họa phát xít. Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ xúc động khi cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga và các đại biểu khánh thành đài tưởng niệm. Bộ Quốc phòng, Quân đội Nhân dân Việt Nam đánh giá cao và trân trọng cảm ơn Bộ Quốc phòng, các lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã xây đài tưởng niệm tại Moscow. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ xúc động khi cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga và các đại biểu khánh thành đài tưởng niệm, đồng thời nhấn mạnh Bộ Quốc phòng, Quân đội Nhân dân Việt Nam đánh giá cao và trân trọng cảm ơn Bộ Quốc phòng, các lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã xây dựng đài tưởng niệm tại Moscow. Đại tướng Phan Văn Giang nêu rõ, đài tưởng niệm các chiến sĩ tình nguyện quốc tế Việt Nam được khánh thành tại Moscow
cùng với đài tưởng niệm các quân nhân Liên Xô, Liên bang Nga, Việt Nam đã hy sinh vì hòa bình và ổn định khu vực tại tỉnh Khánh Hòa, vừa là minh chứng của truyền thống lịch sử, vừa là biểu tượng cho những nỗ lực củng cố và làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, gần 75 năm qua, vượt qua thăng trầm của lịch sử, biến động của tình hình thế giới và khu vực, nhân dân và quân đội hai nước luôn cùng nhau vun đắp, giữ gìn và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thực chất. Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ sự kính trọng và tri ân tới các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước đã không ngừng vun đắp, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, trở thành đối tác chiến lược toàn diện hiện nay. Nhân dân và quân đội nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình to lớn và hiệu quả mà Liên bang Nga đã dành cho Việt Nam trong công cuộc đấu tranh thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Về phần mình, Thượng tướng Viktor Petrovich Goremykin nhấn mạnh, trước sức tấn công mãnh liệt của phát xít Đức, các chiến sĩ Việt Nam đã tình nguyện tham gia trận chiến bảo vệ Moscow. Họ đã thể hiện sự dũng cảm kiên cường, kề vai sát cánh cùng với những người lính Hồng quân Liên Xô trên chiến trường để đẩy lùi những kẻ xâm lược. Sự đóng góp to lớn của họ đã góp phần làm nên chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Thượng tướng Viktor Petrovich Goremykin khẳng định sự tôn kính đối với chiến công của các chiến sĩ tình nguyện quốc tế Việt Nam, đồng thời tin tưởng rằng công trình đài tưởng niệm sẽ góp phần gìn giữ ký ức lịch sử về chiến tranh vệ quốc vĩ đại, cũng như góp phần tăng cường hợp tác và thắt chặt tình hữu nghị giữa hai nước trong thời gian tới. Cũng tại lễ khánh thành, Đại tướng Phan Văn Giang đã có buổi thăm hỏi, động viên bà Lê Thị Phượng, con gái chiến sĩ Lý Phú San, hiện sinh sống tại Moscow. Ông Lý Phú San là một trong năm chiến sĩ Cộng sản Việt Nam tình nguyện, chiến đấu bảo vệ thủ đô Moscow trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại chống phát xít. Đại tướng Phan Văn Giang đã tặng bà Lê Thị Phượng lá cờ Tổ quốc với mong muốn gia đình luôn luôn hướng về quê hương Tổ quốc và hy vọng nếu có dịp, bà và gia đình sẽ về thăm quê hương Việt Nam.